Mến chào toàn thể anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay lại video của channel LVT Official. Thì theo chuỗi series những video về đồ hoàng kim môn phái của thập đại môn phái trong tự game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 thì mình đã làm được 5 môn phái anh em ạ. Và theo yêu cầu rất là nhiều anh em thì hôm nay chúng ta sẽ đến với môn phái Côn Lôn. Môn phái Côn Lôn thì năm xưa thì nó cũng rất là kén chọn người chơi. Nhưng hiện nay thì trong các server Võ Lâm hiện nay thì môn phái Côn Lôn thực sự là rất là nhiều người chơi nè mà. Chúng ta chơi Côn Lôn thì thật sự là theo như cảm nhận của riêng mình thì chơi Côn Lôn phải thật sự là càng cấp cao nó càng lợi hại nè mà. Tại vì chúng ta biết là điểm kỹ năng của môn phái Côn Lôn thì thật sự càng phải lên cấp cao thì mới đủ điểm để tăng kỹ năng. Còn cấp thấp thì rất là thiếu điểm. Nên là chơi Côn Lôn là chúng ta phải phấn đấu cấp càng cao càng tốt. Với lại thì Côn Lôn là hệ thổ nữa nên là đôi lúc nó cảm giác nó rất là yếu đuối. Nên là chơi Côn Lôn thật sự là một môn phái mà đáng để chúng ta chơi. Về nhân dịp thì tiền thể mình cũng giới thiệu với anh em xem video này, thì anh em nào muốn chơi một server online dành cho những người đi làm ít có thời gian thì anh em truy cập vào trang web là congthanhchien.us hoặc là anh em tham gia nhóm Zalo của mình. Để mình giới thiệu anh em cái server online dành cho người đi làm ít có thời gian. Còn trong video này thì mình làm trên Võ Lâm Offline. Thì anh em nào muốn tải game Võ Lâm Offline thì chơi một mình thì anh em cứ liên hệ vào mình. Và bây giờ chúng ta không phải đợi lâu, chúng ta sẽ được chứng kiến những món hoàng kim môn phái của môn phái Côn Lôn. Đầu tiên chúng ta sẽ được coi những trang bị chấn bang chi bảo của môn phái Côn Lôn. Côn Lôn hiện tại là có 3 món chứng bang chi bảo hay và người ta gọi là món hạn chế thời gian. Có rất là nhiều người nói hạn chế thời gian là như thế nào thì mình cũng không hiểu nữa anh em. Nhiều lúc là đôi lúc thì bên kỹ thuật nó dịch từ bên Trung Quốc về nó ghi là vậy thôi, hoặc là theo mình nghĩa mình hiểu nữa thì đó là một món hiếm ở trong cái bộ hoàng kim môn phái này mà. Không biết là mình hiểu vậy có đúng không thì anh em hãy bình luận bên dưới nha. Đây là cái dây chuyền của Côn Lôn Bùa. Đây là cái ngọc bội của Côn Lôn Đao Xương Tinh. Cái tâm phù Côn Lôn Đao Pháp kháng hỏa thì làm chậm. Bao tay của Côn Lôn Xét, Côn Lôn Kiếm, Lôi Khung, Khăn Lôi thời gian làm chậm, cộng hai loại kiêu. Chúng ta vượt chiêm ngưỡng 3 món hạn chế thời gian của 3 đường. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ hoàng kim môn phái của Côn Lôn Bùa. Như vậy Côn Lôn Bùa chỉ có một bộ hoàng kim môn phái này mà, nó không có bộ hoàng kim môn phái ẩn. Đây là bộ hoàng kim môn phái của Côn Lôn Bùa gồm cái 5 món. Như vậy là Côn Lôn Bùa thiếu mất 5 món. Cái nón Vũ Ảo Bắc Minh Đạo Quán. Cái nón này thì hồi xưa mà nếu anh em làm nhiệm vụ 8.000 giả tẩu mà ra chắc anh em chắc là đau đứt ruột luôn. Nón này hầu như là không ai dùng anh em ạ. Cái họ mai thì Côn Lôn đi búc bùa dùng thôi. Đôi giày thì cũng được, đôi giày tốc độ di chuyển, khăn lôi thời gian choáng cộng kêu, dây chuyền khăn tất cả khăn độc, những kỹ năng cộng 1, ngọc bội làm chậm, phòng thủ vật lý, mê tung ảo ảnh và thời gian choáng. Có nhiều người hỏi thì dòng ẩn 3 kích sao, thì khi chúng ta mang đủ bộ là kích nha anh em. Đó, mình mang đủ bộ cho anh em xem nó sẽ tự kích. Đây. Đó. Khi mình mang đủ bộ 5 món thì nó sẽ kích hết tất cả các dòng. Nên là nhiều người thắc mắc là khi mình tháo một món ra thì nó sẽ không kích được cái dòng ẩn ba nha. Đó, khi mình mang đủ bộ hoặc là mình mang một cặp nhẫn vô danh hoặc là một nhẫn càng khôn gì đó thì nó sẽ kích hết toàn bộ đồ nha. Bây giờ chúng ta đến với bộ đồ Côn Lôn. Côn Lôn Đao. Côn Lôn Đao thì gồm có đủ 10 món luôn em ạ. Hoàng kim môn phái và hoàng kim môn phái ẩn là đủ 10 món luôn. Đây, đao xương tinh. Côn Lôn Đao rất là nhiều người chơi. Mình cũng rất thích chơi Côn Lôn Đao này. Tốc độ 37. Xương ngạo Côn Lôn tổng 2. Bằng sát 85. Bằng sát hơi thấp. Xương ngạo Côn Lôn là kêu kêu 6x thì gọi. Mình nhớ không nhầm là kêu 6x. Cùng phong sổ điện không phải luôn. Chứng phái, xương ngạo Côn Lôn là chứng phái này mà. Cái đao cộng chứng phái. Rồi tiếp tục cái bao tay. Cộng 3 loại kêu luôn. Kháng độc.
một cái ngọc bội, cùng luôn đao pháp thanh hóa thời gian làm chậm. Mà cái món này lại cũng rất là độc anh em, cô lô cũng rất là độc. Chúng ta thấy thì nó cũng có một hạn chế thời gian là đây, nó y chang cái này luôn. Mình không hiểu là bên ai tạo ra cái bộ đồ này. Bình thường chúng ta các môn phái khác chúng ta thấy là cái món hạn chế thời gian là món bộ riêng biệt, nó không chung với năm món, ở đây nó là trùng năm trùng luôn. Chúng ta thấy trùng không? Đó, hai cái trùng, chỉ khác cái là hạn chế thời gian, cái là xương tinh ngạo xương đạo vào, cũng là xương tinh lưu tinh cản nguyệt khấu. Không hiểu là có bị gì, vấn đề nhầm lẫn gì đây không anh em ạ. Tiếp tục cái đai lưng xương tinh, thời gian làm chập, hộ phong pháp phòng phí, thời gian choáng, những kỹ năng cộng một. Rồi, còn bây giờ chúng ta đến cái món mà kêu phái mà có lẽ nhiều nhiều anh em mong chờ và anh em thắc mắc. Đây, còn khi phái ân là năm món còn lại anh em ạ. Năm món còn lại là cái nón, dây chuyền, giày và nhẫn, cái áo. Đó, chúng ta coi áo chất lượng không, thời gian phục hồi, phong thủ vật lý, thời gian choáng, sát thương vật lý ngoài công, khám tất cả. Em thấy kinh chưa? Đó. Chỉ nhất là cái những bộ hồng kim phái ẩn này, này bộ hồng kim phái còn lại, cái bộ đồ còn thiếu năm xưa, xương tinh tự kim phát khoáng, phong thủ vật lý, thời gian làm chậm, sát thương ngoại công, kháng lôi nữa. Rất là đặc biệt này, một cái dòng kháng lôi rất là đặc biệt luôn, 31 luôn, quá đẹp luôn. Thời gian làm chậm hơi cùi bắp một tí. Rồi bây giờ truyền nữa nè, kháng tất cả, kháng hỏa, kháng lôi, kháng độc, chiến lực 333, 383, sát thương ngoại công, ghê chưa? Rất là VIP, bây giờ truyền rất là VIP luôn. Rồi đến cái tốc độ đôi giày, xin tốc độ di chuyển 59, xin khí 46 điểm luôn. 46 điểm nó bằng biết bao nhiêu cuốn tẩy tủy tinh. Đó, là sát thương vật lý ngoại công 47% nữa. Thời gian chúng độc thì gớm thật. Rồi cái nhẫn kỹ năng cộng 1, nội lực, kháng độc, kháng tất cả. Thôi mà một cái bộ đồ này vô thôi rồi, được thôi luôn. Mình kết một bộ đồ này đủ bộ luôn đi à. Đủ bộ luôn em. Gây giờ kỹ năng cộng 1, sát thương chọc kích, sát thương hóa giải này. Bạn kêu cộng đến 5 kêu, 8 kêu luôn. Gây giờ em. Cộng đến 8 kêu chia chết luôn. Vì gớm thật. Gây chưa em. Rồi bây giờ nó chưa tăng điểm gì mà máu tới 3.800 rồi, ghê thật. Đi ngựa đẹp không anh em? Người rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta đến với bộ hoàng kim môn phái của cô luôn kiếm này, người ta gọi là cô luôn xếp, có 10 món này mà hoàng kim môn phái đây, 5 món này. Còn cái nón tốc độ đánh nội công 28, lôi sát nội công 295, cô lô kiếm pháp cộng 3, nó cũng rất là đẹp. Kỹ năng cộng 1, dây chuyền, kháng độc, kháng tất cả, phòng thủ vật lý, thời gian chúng độc, đai lưng, thời gian làm chậm, kêu, kháng độc, thời gian choáng, bao tay, kháng lôi 29, thời gian làm chậm 43, cộng hai loại kêu. Đây, ta xem thử thì những bộ hoàng kim môn phái ẩn này nó có gì đặc biệt không, rất là nhiều anh em mong chờ bộ này đây, 5 món. Ui trời, có cái vũ khí luôn em ạ. Cái kiếm anh em, xem thử cái kiếm coi, lôi sát nội công 511 điểm luôn, kháng độc luôn, thời gian choáng luôn, ghê thật anh em ạ. Xương ngạo công luôn, trấn phái cộng 3, ghê thật. Đeo kiếm cho coi, đeo kiếm cho đẹp luôn em ạ. Trời ơi, kiếm vàng, rồi quá đẹp luôn em ạ. Xuống ngựa coi, trời ơi, kiếm vàng đẹp chưa. Úi dồi, cái kiếm kìa, quá đẹp luôn em ạ, quá đẹp luôn. Rồi đến ngọc bội này, kháng hỏa 15, thời gian chậm 50, kháng tất cả 10. Rồi cái áo, thời gian phục hồi, thời gian trúng độc, phong thủ vật lý, kháng hỏa luôn. Trời ơi, cái áo kìa, còn áo kia là kháng tất cả, sát thương ngoại công, cái áo chất lượng không, kháng hỏa này, phòng thủ vật lý này, thời gian chống độc, thời gian phục hồi cao này, đôi giày lôi không, đôi giày tốc độ di chuyển, lôi sát nội công 102, phòng thủ vật lý, kháng lôi 15,
bội này là coi rồi đúng không? Rồi cái nhẫn, kỹ năng cộng 1 kháng độc, kháng tất cả. Ghê chưa nè. Chúng ta thấy lùi sáng nổi trong 102 nè, cộng với cái này 511 nè, cộng với cái nón nữa. Rồi ôi, lùi sắc cả nghìn điểm nè mặt, 500 nè, 2-300 là 800 nè, 800 với này 100 là 900 nè. Chúng ta có thể thấy là những món hoàng kim môn phái của Côn Luân rất là đỉnh em ạ. Máu lên tới 5.000 luôn, Côn Luân xét máu tới 5.000, ghê thật cái em ạ. Rồi đeo cái này cộng vô, à xin lực dưới cộng thêm 1.000 nữa kìa. Rồi bộ đồ này ghê thật cái em ạ. Chỉ kia sắc thương để mới mang đủ bộ này coi. Đó ghê chưa? 4.600 mình sẽ thử nội công đẹp nó này vô. Đó, đồ săn nội công 295 tốc độ đánh nội công, đem cái dây chuyền này vô. Úi giời, đúng bài luôn. Rồi bạn kháng không? Kháng chưa cộng gì hết nha anh em. 75 cộng 2, 75 cộng 1, 75 cộng 4, chưa tính tăng thanh phong phù nữa, thế là thiên thành địa chọc nữa. Ghê thật, cộng luôn vậy. 30 kill cùng lùng đào, 27 cùng lùng xếp này. Cái chân phái này không có kháng tất cả, để bật kháng tất cả đây này, coi thử coi này mà được chưa nè. Bật kháng tất cả rồi, được bút kill rồi. Kháng độc 75 cộng 4, rồi kháng lôi 75, kháng băng 75, phòng thủ 75 cộng 2, kháng hỏa 75 cộng 1, ghê thật cái này mà. Ghê thật, ghê gớm không anh em. Côn Luân xếp mà cầm cái kiếm vàng quá đẳng cấp luôn. Chắc anh em chưa bao giờ thấy được cái kiếm này đúng không anh em? Mình cũng chưa bao giờ thấy luôn á. Rồi ngày hôm nay là lần đầu tiên mình thấy cái vũ khí của Côn Luân xếp luôn. Mấy anh em có cùng cảm nhận với mình không? Úi giời ơi xếp. Úi giời ơi xếp nhảy, úi giời ơi nhảy đam. Úi giời ơi. Hết mana. Nói như vậy thì mình đã giới thiệu với anh em toàn bộ những món hoàng kim môn phái mà có lẽ thì rất là nhiều anh em cả không chưa bao giờ thấy, cũng giống như mình thôi, chưa bao giờ thấy luôn. Thì anh em hãy, nếu thấy hay thì hãy tặng cho mình một like nhé anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em đừng quên, thì anh em muốn chơi một server online dành cho người chơi ít đi làm thì anh em vào trang web là cungthanhchien.us, hoặc là anh em tham gia nhóm zalo.me để có câu hỏi nào thắc mắc thì anh em tham gia vào nhóm nha. Rồi một lần nữa thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em có những giây phút xem video vui vẻ, và anh em đừng quên hãy theo dõi kênh của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye anh em.